Lúc đó thì mình cũng còn nhỏ, mình đi chơi mê mê dặn mê pin mà, rồi gom gom mấy chị em lại, chiều nào cũng đi chơi, rồi đi lên trên nhà của người chú coi đi coi pin đó, có người nào mà có trình hình đó, người đó là mình quý lắm luôn, quý. Thì đó mấy anh em thấy trời ơi chiều làm gì thì mới gom gom để mấy anh em lại đi coi phim, mà đó đi coi phim cũng đóng tiền đấy, không em tốn lần nha, mua vé nữa, không phải coi việc miễn phí đâu, là đi coi bữa nào cũng về tầm 11, 12 giờ đêm không à, để coi khoảng chừng 7 giờ đi coi, rồi 7 giờ coi coi mà tới tầm 11 mấy giờ ha, là cây dặn mà cây tre mà kêu nó quật đó, nó như nãy anh nói từ trường hợp nãy nó cây tre mà nó quật mà bước ngang nó là nó bật lên là té chết á, nó bị trường hợp đó nhiều lắm, chứ thường ngày mình đi bằng ngày không giờ thấy cây tre nó quật, mà đi bằng đêm là bị đang đi dân dặn thì đi dân đi bà lộ nè, cả chục người 7-8 người mà đi một quăng không nữa nha, là nghe luồng gió lại là tới, là mà trước khi đi là dòm ăn trước, chuẩn bị cầm dép là chạy là cả ăn trước rồi đó, là nó coi có cái tre quật hay không, là không có là mình mới chạy, mà nó có cái khu tùy theo khu, nó có 1-2 khu à chứ không có nhiều, quay cầu qua khỏi mấy khu đó là không có, mà cũng đêm nào cũng bị chấn. À, vậy rồi hồi đó xưa cái nghe nó bị người ta giấu trong mấy bụi tre đó nhiều không anh? Mà ma chương trình rồi, nghe nó ma giấu bụi tre thì cũng có một cái, cũng phải là bụi tre không, nó có cây, có cái cây cổ thụ cây lớn á, Hồi đó với anh là có bị ai giấu không? có chứ, trường hợp đó có 2 người giấu, là bị giấu, một người thì chơi cũng đang đi học, đang đi học mà đi chơi 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 kêu chơi 5-10 á, chạy chạy chơi trốn 5-10 giấu là 10-12 giờ, Nghe chưa anh? 12 chưa bị, vì 1 giờ mới vô học, chơi chơi tới 12 giờ chưa bị, mà trong lớp đó 11 13 người, 13 người chơi chơi mà còn biết còn 12 người vô kiểm lại, còn 12 người mà kiểm lại thằng đó là nó có chơi nữa, thằng đó là tên là thằng Tỏn, mình còn nhớ là nó thằng Tỏn, là nó chơi mà nó bị giấu, hiện tại là mình không phải là giấu, bằng đầu tiên là mình cứ suy nghĩ là nó đi về nhà thôi, bị 12 giờ nó kêu lận gom lại lận vô học, 12 giờ trưa đó là mình chơi xong rồi tới 1 giờ là đi học, thì đi vô học lớp trong lớp này đếm kiểm lại là có 12 đứa, mất một đứa thì mới là la lên đi kiếm, trước nhất là về nhà kiếm, sợ nó gì trốn học về nhà mà lại người nhà nói là nó không có về nhà, rồi hay là mới đi kiếm vòng 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 hết một ngày đó không thấy, một ngày đó không thấy, là lúc nó tá hỏa hết rồi, đi mò mấy ao mấy gì luôn cũng không thấy, là lúc đó là thì mới đi lại là gia đình mới đi coi thầy, nó lại sao mà lý do mà đi con tôi đi học mà nó là mất biến mất tiêu, thì người thầy nói thầy cô cũng như là ngoài thì chùa, cái này thì chùa á, là đi coi nó nói cái này hiện tại thằng lính của gia đình nó đi chơi bị giấu rồi, thì hỏi nó là chơi ở đâu, nó là bị giấu ở xa, ở gần đó đó chứ không phải xa, ở gần trường học đó đó, nó có một cây cổ thụ là trong đó, có một cây cổ thụ là cây đó nó cũng lớn lâu năm lắm rồi mà từ xưa giờ chưa ai phá hết, nó đang trong đó Rồi rồi á, là mấy là người nhà nói chung là thầy lại luôn, thầy lại tụng rồi cúng cơm, đâm làm một mâm cơm lại cúng với tiền vàng bạc rồi cũng chung đầy đủ hết, là làm dữ lắm nó mới ra, nó mới thả ra, thả ra thì lúc nó thả ra thì cái thằng đó nó bò phờ hết trơn rồi,
là lúc đó là mình đi lại mình thấy nó ngồi trong đó hay là tự nó đi ra ngoài luôn? tự nó đi ra ngoài luôn, Ngồi vậy hả? mà tự nó đi ra ngoài dặn kêu nó Bơ phờ ha. bơ phờ luôn, nó vô chổng con ăn quá cho con ăn luôn, Hả? nó vô chổng cho con bánh ăn tà lưa hết trơn, ba bánh ăn không mà tới tới ăn ra rồi tới sau này cho uống thuốc vô nó ói tàn ói đất sét không, rồi á là nó hỏi lại á thì nó nói rồi sao được con có được đi vô trong đây, thì nó có thằng kia nó dẫn con đi, dẫn con đi chạy trốn, con dẫn dẫn chạy trốn lắc rồi giao cho bánh cho con ăn, đưa bánh con ăn mà kêu con ăn đi đi theo này đi theo nó này đi theo nó là thì nó mới dẫn con đâu biết đâu, nó dẫn đi theo nó luôn, thì rồi con đâu có biết bị gì đâu, nó khờ dữ lắm luôn, khờ luôn kìa, Có nghĩa là sau khi bị giấu là sau khi bị khờ giấu rồi đó, bị giấu rồi đó, không bị giấu rồi sau này nó ra ha, là nó bị khờ hết một thời gian luôn, mất cái kia là mất lý trí luôn, bệnh yếu ốm nhom luôn. Rồi đó đợt đó là bị thằng ở gần đó nó bị như vậy rồi ha, là kêu ra rồi dặn mà nó ra rồi gia đình ha, trời ơi nó mừng thật là mừng luôn, mà rồi sau này á, là ông thầy cũng nói thôi cái cây này phá đi, phá bỏ đi đừng để nữa, thì đó mới sau này mới làm cái mới mướn người cưa, mướn người cưa cưa lại cưa cái cây đó, mà bị cưa cái cây cưa không được, đút cái lưỡi cưa vô bị hư không, chắc không được, nó kêu cũng chắc cũng có chả báo làm sao, cũng mưa trời chỉ mưa trời sấm sét, nó quýnh từ trên xuống luôn, nó tét cả làm hai cái cây, nó quýnh tờ tét cái cây đó đó, trái một bên còn bên không trái, tét cả làm hai luôn, quýnh từ trên xuống nguồn dây điện, quýnh từ trên xuống mà tét hay làm hai, còn một 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 bên thì nó không trái một bên trái một bên à, Cây đó là hồi xưa cây cổ thụ cây gì á anh ha? cây đó là cây dúi á, Cây dúi ha. cây dúi thì hiện tại nó cây dúi nó hồi xưa dặn là ôm dặn hai người hai ba người ôm không á, còn phải đừng nói cây me còn bự hơn với cây dầu bự nữa, còn mà cái cây dúi mình có trái đó, mình có trái để dành mình ăn được á, trời ơi là trời thôi đi chứ nhắc tới giờ mà mình còn sợ, rồi từ đó hang quýnh một lần rồi tới đó rồi nó trái một bên rồi còn con bên ha, rồi mới cưa được á, lúc mới cưa cưa mới cưa được, tới theo mà không quýnh ha là không bao giờ cưa được, chắc có thể quýnh rồi chắc có nãy mình nói chắc con ma nó bệnh banh xác rồi, Cái anh đó là cỡ tuổi anh không? nó nhỏ hà, nó đi học mới lớp 2 à, anh đó học lớp 2 còn nhỏ, bởi vì nó mới dễ dẫn, rồi bị tới giờ cũng cũng lâu năm rồi, lớn rồi cũng lớn rồi, mà cũng bờ khờ à, chứ không không được lanh hoạt, rồi cái một trận đó hang, bị quất một trận đó rồi xong là tới một trận này bị ma da kéo, Là cái người nào khác cái này là người khác, cái này là cũng học sinh luôn, bị ma da kéo ở gần trường học nữa. Cái này có một bà chị đó, hiện tại là sống ở Cù Ngang, bà sợ mà thiệt, bà bệnh tới gần cả tháng rồi. Bữa đó bà chị bà ngủ là 12 giờ trưa mà ngủ với một đứa con đứa con gái ngủ trên võng, đầu tiên nhất là nó quậy trong nhà sau của bà, là cái son nồi cơm ăn sao á nó vô nó lục, là nó lục nó cái nắp son trước là nó dục ra, rồi là còn cái nồi cơm á nó dục lần thứ hai, rồi xong á, là chén nó dục luôn, Dục xuống đất hay sao? nó dục xuống đất, Vậy hả? rồi nó dục xuống đất xong rồi mới lên thằng trước, lên trước bà chị bà nói bà chị bả nghĩ dặn thì nó đang ở sao thì bà chị bả nghe rồi gõng gõng sao rồi, mà bà chị bả đang dỗ đứa con gái ngủ đang nằm võng võng nó ngủ, cái Đứa bà gái lớn không? đứa con gái mới có 1 tuổi mấy à,
À, coi mà không thấy người, cái bà nói là tự nhiên người thâu mà nhà cửa mà sao ai có làm gì đâu mà tự nhiên xong nồi cơm mà xuống ở dưới đất hết chân vậy. Cái chụp lời lại thì bà đi lên xong để lên nằm võng tiếp. Đứa Lên con không lúc đó thì đứa bé gái nó thì mới vừa chụp mắt tinh thiếp à. Bà mới lên nằm võng với con tép. Mức dây võng vừa lên nằm chút xíu cho vòng đầy 2 phút à là nó bứt dây võng quăng bà chị rớt xuống đất luôn, nhỏ cái khóc sùm hết trơn. Cái bà chị mới nói trời không lẽ bà bữa nay bị ma nhát sao, tự nhiên ở sau nồi cơm thì rớt xuống hết rồi lên võng á, thì nằm mà bị rớt xuống dưới đất đất luôn mà bộ dây văng võng mà dây chắc lắm mà là sao được mà đứt. Dòm lại thì thấy tháo tháo dây võng chứ không phải là đứt dây võng. Mà chị nó bị chửi lắm nhấp mẹ giữa trưa nắng này mà ai quậy phá gì đâu mà tự nhiên mà làm gì bứt dây võng mà không cho ngủ, người muốn ăn uống gì á thì nói người ta cúng cho ăn chứ tôi có làm gì đâu, tội lỗi đâu mà lại phá tôi đang đưa con tôi ngủ mà. Thì bà chị bà nói như vậy thì nó mới im, mới im đi. Rồi qua thì tối lại, tối là bị nữa, tối lại thì khoảng tầm bà chị nói là khoảng 7 mấy 8 giờ là nó vô là nó làm nữa, cũng lục cơm nữa, lục cơm mà nó cũng vục nồi son bát gì cũng y chang như dắt chơi á. Mà lúc nhà trong nhà lúc đó là chỉ có hai mẹ con thôi, không có ai Ở hả? trong nhà có hai mẹ con hà, người chồng cố chỉ đi làm mà không có nhà. Nhà đó xung quanh có ai không anh? Vòng quanh nó cái bụi tre không, Vậy hả? ở ngoài hiện tại là mới vô cất nhà đó, thì bà chị mới cất nhà đó khoảng ở chừng tháng tháng mấy mới cất nhà mới mà mới làm nhà mới nhà lá mà rồi ra nghiên cất được cái nhà mà cặp vàng đó. Thì thằng là nghe kể lại thì ông bà già xưa kể lại là chiến tranh hồi xưa ở đó là dữ lắm, mất người dữ lắm, Nghe chân chỗ đó đó ha. ngay ở ngay khu nói chung ngay khu vực gần bọn đó là dặn một bom đạn rồi mất chiến tranh mất dữ lắm. Thì ngay chốc như bà chị bà cất ngay nhà ngay chỗ đó luôn. Mà lúc cất thì hai chồng cất thì anh em cũng phụ cất thì đâu có mình có biết gì đâu, mình chỉ phá rừng cây rồi ra mình cắt thôi. Cây cắt lên mới được con thang mây nó quậy nó dục cơm nước xuống nữa. Bà chị bá đưa lúc là dân mùng rồi, dân mùng cho bé gái nó ngủ rồi thì bà ra làm sao tiếp, bà cầm cây dao ra làm sao luôn, bà nói thằng nào mà quậy phá nhà tao dữ vậy lát tao chém chết mẹ à. Thì dặn như bà nói như vậy thì có thằng nào dặn như có ăn trộm mà một cái gì đó thì nó cho nó nghe nhưng nó sợ mà bà đâu có suy nghĩ được cái kia. Bà chị mới nói như vậy, mới nói tao nói tao suy nghĩ đâu được như cái kia đâu mà mình chứ nó mạnh dạn cầm dao là mình hù cho nó chạy thôi. Thì ra làm sao thì cũng thấy son nồi chén bát cũng y chang như bơ như dắt chưa vậy. Rồi nó nói bà chị mới nói trời tôi hứa tôi cho cúng cho ăn mà chưa cúng nữa là quậy nữa rồi, rồi kiểu này sao mà cúng cho ăn, phải cho tôi im ấm rồi tôi mới cúng cho ăn. Thì bà chị mới nói vậy xong bà cầm cây dao bà lên dọn dọn xong mới lên trước nằm đang nằm trong mùng vậy đó, bứt về mùng hết 4 giây luôn, Tại đó. đứt 4 góc luôn, ghim xuống 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 dưới đất luôn, ghim bà chị nghe. Lúc đó là bà ngủ rồi nha, là sao? Bà chưa có ngủ Bà chưa ngủ mà kinh bà xuống đất à, vậy mới nó hiện tại là nó mới ghê, cái đó mới ghê thiệt. Bà nói mới bứt dây mùng ngon thấy bứt dây mùng đứt hết luôn rồi, gom lại dây mùng rồi hang y chang như là mình nói mình còn mới vậy đó. Ẩm dục xuống dưới ở dưới đất luôn mà ẩm người mẹ không người con không ẩm nha. Rồi sau lên cái bà chị bà nói bà lạ làng lên
Bà la làng lên thì dắt đó thì ta 7 mấy 8 giờ thì lúc đó thì la làng lên thì mình mới vòng vòng ta mới chạy lại, thì dặn như tình nghĩa anh em lần xóm vậy đó, để chạy lại coi coi chuyện gì. Thì chạy lại thì bà chị bà kể nói bị tình trạng vậy vậy á, rồi mới là mấy người mà lớn tuổi mới nói trời ơi trời, con cất cái nhà ở đây không được rồi, mày cất cái đâu mà cất, cất ngay chỗ này là không ở không có yên đâu, mà nó phá mày chết. Cũng như chung là cũng qua mấy ngày sau rồi bà chị bà nấu mấy mâm cơm chứ nó quậy quá rồi chết nổi, mà bà chị mới nấu mâm cơm mới ra cúng vái cúng thì nó mới đỡ đỡ lại, nó ít quậy lại. Mà tới mười mấy ngày đó là ông chồng mới về, mới là đi dời nhà đi chỗ khác ở chứ không còn ở đó nữa. Tới nó quậy mà tới te tua hết luôn, mà cái cây tre mà em tính đi, cây tre gai mà cây thẳng cỡ nào mà nó đụng nó làm cong luôn đó, làm cong ngay đường đi luôn, cho mình bước chân đi là nó bật lên té đó. Xưa chắc cũng có nhiều cái chuyện cái bụi tre đó vậy ha, Nói chung cái tầm huống đó nó bị nhiều lắm, tự nhiên cái cây tre nó quặt xuống à. tự nhiên em lại tới đó là cây Trời tre nó quật xuống luôn nha, mà vậy em bước lên á là nó bật lên, hả? còn em đứng ở đó thì nó cây tre nó sẽ nằm ở đó nó không bật lên, còn nếu mà bung ra chạy thì chạy ngang cây tre đó nó bật lên là chúng té chết đó, là có nhiều tình trạng như phản đó luôn. Hồi xưa cái khu ở dưới đó thì nó cũng cây cối hoang tàn, dân cư cũng ít ha. Dân chân dân ở đó ít, bởi vì chiến tranh mà mới về, ta kêu mà chiến tranh mới về tập hợp lại tập đoàn lại đâu mới có được mấy nhà đâu, ở thôn quê mà.